là thành phố biển cho nên là mình thấy ở đây có rất nhiều thuyền và cano, buổi tối người dân kéo di chuyển ở ngoài đường. Và chi phí ở Phuket thì mình thấy cao hơn ở Bangkok, cao hơn khoảng 1,5-2 lần. Ở trung tâm Bangkok có túc túc thì ở đây có sẵn theo nha. Đó là chiếc xe, nhưng mà đi sẽ đi chung với nhiều người khác, ngày mai mình sẽ thử. Cái sẵn theo này theo tiếng Thái dịch ra tiếng Việt có nghĩa là có hai line, có nghĩa là trong cái xe có hai ghế hai bên cho người ta khách ngồi. Có mấy màu luôn đó, sẵn theo. Hơi nhiều quá. Đặc sản ở Phuket. Hôm nay mình sẽ thử những món đặc sản ở Thái Lan. Thứ nhất là bắp thái. Thứ hai là cơm chum thái. Thứ ba cơm chiên thái nữa. Sẽ thử món bắp thái trước nha. Thấy bắp thái ở đây rất là ngon luôn á mọi người. Ngon đặc biệt luôn á. Ngon lắm. Mình gọi bát thái tôm, ở đây có bát thái tôm và bát thái gà. Ở đây nấu nó ngon mà cái sợi bát á nó không quá dai mà nó cũng không quá mềm. Nói chung là mình chấm 10 điểm. Chỗ này bán rất ngon. Rất ngon, bánh thái chỗ này rất ngon. Ê mọi người, mình qua Thái Lan rất là nhiều lần luôn á. Nhưng mà lần này mình thấy bánh thái mình ăn là ngon nhất từ trước tới bây giờ. Yes, right, chicken. Cho nên là mình mới order thêm một phần bát thái chicken, bát thái gà nữa. Ừ, bát thái tôm ngon quá, mình muốn thử luôn cái vị gà của chỗ này nó đặc biệt như thế nào. Ngon thật. Mình ngồi đây ăn, ở bên kia đối diện là biển. Đây là Phuket nha mọi người. Nhà hàng này nằm ngay trung tâm thành phố Phuket. Ok, bát thái chicken. Mình mới gọi thêm một phần bát thái chicken, bát thái gà để mình thử ăn luôn nha. Hồi nãy mình thử là bát thái tôm, món này là bát thái gà. Đây, nhìn khá là hấp dẫn. Ngon. Nói chung là món bát thái ở đây ngon đỉnh. Ở đây có đậu phộng nè, có chanh, có giá, có rau sống, có hẹ. Nói chung tới đây này nên thử, rất ngon. Và giá của mấy món đồ ăn ở đây thì hồi nãy mình gọi giống như là tôm dâm á, là một phần khoảng 300 mấy, mình không nhớ chính xác. Còn phần mà cơm chiên là khoảng 410 bạt. Phần là bát thái thì mỗi phần khoảng 320 bạt. Giá thì hơi cao hơn chỗ khác nhưng mà bù lại rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thử cái món tôm dâm. Coi tôm dùm ở đây có ngon không ha. Tôm dùm thì mình thấy họ có để thêm, mang thêm cho mình một phần cơm trắng để ăn chung. Nhưng mà thử cái nước sốt trước nha. Thử phát nữa. Ê, mình chọn
rồi mọi người, nhà hàng này bắt đồ ăn ngon đỉnh luôn á. Đó là lý do tại sao ở đây đông khách, rất là đông khách, xung quanh rất là đông khách. Dữ hả? Mấy chỗ khác mình ăn á thì nó chua thì nó chua quá, hoặc là nó cay thì nó cay quá, nó mặn thì nó mặn quá. Nhưng mà ở đây chua, cay, mặn, ngọt đều, cho nên rất là ngon. Ở trong này có tôm nè, có cà chua, có một ít mực, nấm, gừng, tôm, ớt, đặc biệt là ớt ha, hành. Nói chung nếu mọi người có cơ hội đến Phuket á, nên thử nhà hàng này, bán với món Thái ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thử tới món cơm chiên Thái. Cơm chiên ở đây thì vị không quá đặc biệt, cũng giống như chỗ khác mình từng ăn, nhưng mà nói chung là ngon, ngon bằng chỗ khác thôi chứ không có gì đặc biệt hơn. Trong này có tôm, có trứng, có hạt điều, có hạt điều. Cái này là gì đây? Nho, có nho ngọt nha. Có trứng chiên nhỏ nhỏ. Có cà chua, trang trí nhìn cũng hơi bắt mắt ha, có tôm nè. Mà nếu như để mình chấm điểm hôm nay ba món á, thì mình chấm điểm món bách thái là ngon nhất, sau đó mới tới món tôm dùm, sau đó là tới món cơm chiên. Đây là tên cái nhà hàng mà mình ăn nha.